Hello, chào anh em nha. Và hôm nay ban mình công thành chiến anh em ơi. Hôm nay ban mình sẽ quyết định phải khuôn. Khuôn máu để lấy Lâm An nha anh em. Và hiện tại thì anh em đang tập trung về chuẩn bị tham chiến công thành Lâm An. Trận đấu đầu tiên nảy lửa tại server X6 Cửu Giang. Hiện tại thì mình đang ở X6 Cửu Giang nha anh em. Trận công thành chiến của anh em Sài Gòn sẽ khuôn máu quánh một trận, nói chung là trận này quánh một trận sẽ nảy lửa để lấy cho bằng được Lâm An nè anh em. Hiện tại các anh em chỉ đạo đang tập trung, anh em chỉ đạo đang sẵn sàng cho trận đại chiến. Anh em là Jupiter, Jupiter cũng dây trong anh em ơi. Mình cũng đã sẵn sàng cho trận nảy lửa đây rồi. Hồi hộp quá anh em ơi. Lâu quá không trở lại ký ức năm xưa, giờ sắp được trở lại rồi. Để anh em là đang tập trung cố gắng cầm tay nghe mít của mình nha anh em ơi. Cố gắng tập trung cầm tay nghe mít của anh em Sài Gòn. Lãnh lẽ Lâm An hôm nay là ban mình sẽ chính thức lấy thành hay không là do cái độ cơ động và cái độ nghiêm biết của anh em hết đó. Chính thức là tấn công lấy thành Lâm An nha anh em. Trận này sẽ nảy lửa đây. Hiện tại thì anh em được chút BT vô BT của Giang Châu anh em ơi, còn một slot thôi anh em ơi. Giang Châu 100% anh em bấm vô tham chiến công thành chiến anh em ơi. Xin vô đội cho nè. Bản đồ đội xung quanh. Hai vào tham chiến mình chỉ cần 3 người lên mít. Một là mình, hai là cựu cựu, ba là lên đơn của team tanker là thầy quán. Không anh em nào được lên mít. Anh em nào lên mít. Hiện tại thì các anh em chức quyền đang trong ban đang hiện đang bổ sung cho anh em. Trận này sẽ nảy lửa. Tại trận này là công lấy thành Lâm An và anh em không biết công nổi không nữa. Ban mình đang tập trung số lượng anh em rất đông tại lãnh địa Lâm An để lấy cho mình được thành Lâm An nha anh em. Tại X6 Phủ Giang, trận này là quánh cho một trận nhớ đời nè. Yên Vũ, Tema theo anh cũ, Tema theo anh. Anh thờ là anh gì? Alo, B đánh ở đâu vậy mọi người, có chỉ đạo chưa? Nếu mà công thành chiến này bắt nhạc á, bắt nhạc trong game nghe sẽ rất hay luôn nha anh em. Nhưng mình sợ vì lý do bản quyền nên mình không có bắt nhạc. Nên mình chỉ Phá cửa với tay mình chỉ bắt những tiếng động trong game thôi nha anh em. Chứ nghe nhạc là khí thế hơn nữa. Chuẩn bị quốc thành Lâm An nha anh em. Lấy cho bằng được thành Lâm An lần này. Bởi vì để lâu quá nè. Nè, bạn mình đang tập trung rất đông ở đây. Bên đây cũng vẫn có những ban khác đang tập trung nữa nha nè. Mở công thành chiến, anh em đánh thẳng vô phía tây. Tem B ôm trụ A, tem A, tăng cơ, ôm cổng tay. Những lời chỉ đạo cực kỳ của cũ đã làm cho anh em rất khí thế. Xin nhắc lại, tem B đánh thẳng cổng tay, ôm trụ số 2, tem A giữ cổng tay, không di chuyển. Hiện tại thì tem mình đang, tem B là ôm trụ không di chuyển. Anh em thằng cơ chú ý nha anh em ơi, đứng ngoài cổng tay nha, không có vô nha anh em ơi. Đang đứng ngoài không có vô nè. Chỉ là anh em chức cho mình. Tem B ôm trụ 2, tem A giữ cổng tay, tăng cơ giữ cổng tay. Hiện tại thì bên kia, một liên chảo nè anh em ơi. Hiện tại bên kia đang dồn lực lượng lên nha anh em. Ủa, chịu không nổi nè mà quánh dễ thành rồi. Đông quá anh em, mà thật sự thì trận công lấy thành Lâm An này sẽ không biết là sao đây. Bởi vì anh em của Đắc Cảng đã anh em của Đắc Cảng đã dồn hết lực lượng là đặn chặn công thành chiến của anh em Sài Gòn. Hiện tại anh em Sài Gòn đang tập trung hết tất cả lực lượng của TV đang giữ ở ngoài cổng tây và chuẩn bị xông vào hậu thành nha anh em. Và hiện tại thì anh em Đắc Cảng cũng đã tập trung anh em ra đặn nghinh chiến anh em Sài Gòn ạ. Mình sẽ sử dụng hệ chiêu thức xả tiêu tự động nha anh em. Là mình đứng đây nè, không cần có anh em tăng cơ chú ý nha, anh em tăng cơ đứng ngoài cổng tay nha anh em ơi, không có vô cổng tay nha. Không cần phải nếu mà mình bấm tự động thì có kẻ địch mình nó tự quái. Còn cái này anh ép cổng mình, anh em tăng mình cơ bấm nha, thủ công hỗ trợ anh em nhảy vô nè. Là tự xả tiêu luôn nha anh em. Đó, mình thấy không? Đây là cái kêu cái thành mũi tên anh em là muốn xả đâu là tự xả kêu gì đó, nên sẽ rất hỗ trợ cho vấn đề BK và chiến trường. Trận này
Trận này quá hay rồi anh em ơi. Hiện tại thì anh em đang đứng ở ngoài cổng này. Cố gắng lên em ơi, cố gắng lên em ơi. Ồ, vô. Và anh em đã cản cũng là đứng. Dồn hết cổng tay đây anh em ơi. Ba bạn ép mình á. Đứng bên trong đặng nghinh chiến anh em Sài Gòn. Mà mình không dám đứng. Đang chết lại lên không hẳn cho anh em. Chết lại lên anh em. Giờ mình phải chơi chữ phép là xả kêu vô chứ không dám tự gần. Nếu là gần một phát hoặc là chết. Bởi vì đường môn đặt bẫy dữ lắm. Với hiện tại thì ở bên trong người ta, anh em của Thành Lâm An cũng đang giữ rất quyết liệt nha nè. Đó là nghinh chiến mình thấy không. 100% anh em tên AB úp thẳng vào cổng tay nào anh em. Úp vào cổng tay anh em. Tem B cổng tay trụ ha. Tem A cổng tay không di chuyển anh em ạ. Hiện tại thì anh em Đắc Cạn đã cũng đang dùng hết lực lượng đặng nghinh chiến anh em Sài Gòn. Đây là cuộc đối đầu giữa hai miền. Sài Gòn đang rất mạnh. Anh em còn trong khu hồi sinh của mình nè. Tại X6 Củ Giang nha anh em. Và thêm một nữa đó là anh em Đệ Nhất cũng rất mạnh. Nhưng hiện tại thì anh em Đắc Cạn cũng đang nghinh chiến ở đây. Ai sẽ là giành được Lâm An đây đây? Tại vì từ nãy giờ mình đã đụng trận với anh em Đắc Cạn. Anh em Đắc Cạn cũng đang nghinh chiến anh em Sài Gòn tại cái trụ cổng tay này. Hiện tại đang quánh nhau rất chiến nha nè. Mình đá rồi anh em ạ. Nhưng cứ chết lại lên, chết lại lên. Hôm nay phải quyết định phải lấy cái bằng được Lâm An mà không biết lấy nổi không nha anh em. Xả kêu cực mạnh vào cổng tay anh em ạ. Mình đang tập trung ở đây, xả kêu cái này. Một liên giảm đi. Ừ, đánh mạnh vô phía tay đây anh em ơi. Không nản nha. Không nản, đó là chỉ đạo của ban phó Thuận Đại Quý. Không nản nha anh em, hãy đánh mạnh vào cổng tay. Ê, đánh mạnh vô cổng tay giùm mình nha anh em ơi. Đang đánh mạnh nè. Mấy bàn cầm luôn nha. Một số anh em đang đứng ở dưới cổng hồi sinh của ban Đắc Cạn. Anh em di chuyển hết lên cổng tay nào anh em. Đắc Cạn Đệ Nhất. Anh em Sài Gòn của mình. Ba bàn. Hiện tại tập trung vào vòng 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 vòng. Hiện tại thì mình đã thấy được là Đắc Cạn và Đệ Nhất nha nè. Và anh em Sài Gòn. Hiện tại mình đã thấy được ba bàn. Những anh em nào đang đợi dưới cổng hồi sinh của ban Đắc Cạn, anh em tập trung hết về cổng tay nào anh em ơi. Anh em ở dưới làm như vậy, đánh nó làm gì? Được cái Thành Lâm An này. Mình đang ban mình hiện tại thì đang tập trung lực lượng rất lớn tại cổng tay. Mình đang cầm rất mạnh. Đứng dưới Đắc Cạn làm gì anh em ơi, tập trung đánh cổng tay giùm mình. Rồi mọi việc còn lại để mình lo. Một lời chỉ đạo của trưởng lão của cụ rất mạnh mẽ và quyết liệt. Cứ tập trung cổng tay mà xúc. Mọi việc cứ đợi ảnh lo. Đệ Nhất nó lũng cổng tay anh em ơi, Đệ Nhất nó lũng cổng tay. Nhào vô anh em ơi. Đệ Nhất lũng cổng tay anh em thật sự các bạn Đệ Nhất. Hiện là cũng đang nắm đồng tại X6 Củ Giang nha anh em. Và hiện tại anh em Đệ Nhất cũng đã tập trung lũng cổng tay. Nhào vô anh em và hiện tại cổng tay đã bị phá, cổng tay đã bị phá và anh em Sài Gòn đã... Nhào vô Thành, nhào vô Thành. Nhào vô Thành và trong khi đó vừa nhào vô Thành bị bảy đường môn. Lực lượng của anh em Sài Gòn chết rất nhiều anh em ạ. Và hiện tại đang chết lại lên anh em ạ. Đúng là trận này nó chua anh em ạ. Ơi, nhìn tay tay lắc lắc. Mình phải sử dụng hệ chiêu thức quánh tiễn tầm xa, không nên nhào vô là chết, nhào vô là chết, 100% nhào vô Thành. Yên Vũ đang chỉ đạo rất quyết liệt và chết tay lắc mỗi tay anh em ạ. Anh em đang nhào vô rất quyết liệt nhưng nhào vô sẽ gặp 7 đường môn. Mình ôi ôi 7 đường môn chết rất nhiều trong Thành anh em ạ. Hiện tại cần một tem thiên vương hoặc tem thiên nhào vô hết Thành đi anh em ơi. AB nhào vô hết Thành, nhào vô là chết. Mà mình theo mình nghĩ thì phải cần có tem thiếu lâm hoặc tem thiên vương đặng vô ra mền anh em ạ, để cho sự trâu bò đặng. Chứ mình không thể nhào như vậy, nếu mà nhào như vậy thì anh em mình sẽ đai rất nhiều tại trong Thành. Bởi vì đạt 7 đường môn. Thế giờ mình vô là mất hết đó, anh em về Thành quá trời luôn. Chỗ hồi sinh của anh em Sài Gòn. Đường môn sử dụng chiêu 7 thôi em ơi, đường môn sử dụng chiêu 7 thôi. Giờ mình không dám vô luôn nè, vô là đai. Hiện tại thì tập trung rất đông trong cổng thành đặng thủ thành đó anh em ạ. Hiện tại thì anh em của bang khác đang ở trong thành và bang mình vô nhiêu lần. Hôm nay đánh ở phía cổng giữa vô được nè.
vô không nổi nè mà. Kiểu này phải cần một tem, hai ba tem đường thiên vương và thiếu lâm đặng biết gì không anh em, đặng vô ra miền trước. Giờ mình sẽ sử dụng chiêu thức chào nói gì em lộ bài hết vậy, xả kêu vô điệp hoàng. Cẩn thận anh em ạ, hiện tại thì anh em đang tập trung ngoài cổng tây đặng vô, mà vô không nổi anh em ạ, bởi vì cổng tây rất đông các anh em khác, anh em bên trần đang minh chiến anh em Sài Gòn đang bên. Hiện tại thì đặc bảy của đường môn đã làm chết anh em của Sài Gòn anh em. Giờ đang quánh ở nhà nhào vô nhiều mà bất nhiêu, giờ hiện tại đang quánh ở ngoài nha nè, kêu nhào vô. Nhào đánh mạnh vô tay đây em ơi, đánh mạnh vô tay đây em ơi, cứ đánh vô mạnh vô tay đây, đừng rút vô hết á, đánh mạnh vô tay lấy nữa mình có phương án khác. Nhào vô không nổi nè mà, bởi vì người ta đã phủ ở bên trong mình, nhào vô là ăn bẫy nè, này nọ nè. Kiểu này phải sử dụng đó, nhào vô là bớt liền anh em ạ, nhào vô là bớt, nhào vô là bớt, giờ phải làm sao đây? Chiến này không biết có lấy được Thành Long An hay không. Xả kêu vô mà đông quá anh em à, hiện tại các anh em ở trong thành rất đông anh em à, anh em Sài Gòn mình nhào vô nhiêu chết nhiêu, chết như gà chết tôi vậy. Kiểu này để lấy được các bạn ầy dạ thấy chưa các bạn, đệ nhất hiện tại anh em đệ nhất rất đông ở trong thành anh em à, chiến này phải làm sao đây, mình đang cần một sự chỉ đạo. Anh em đứng trong cổng hồi sinh lắm, không biết anh em đứng ở cổng tìm cái gì, vô đánh thẳng hết tay vô mình đi anh em ơi. Mình đang cần một sự chỉ đạo thật hay, thật ngoạn mục có thể công được Thành Lâm An này không đây, liệu anh em Sài Gòn có thể công được Thành Lâm An hay không này anh em ạ, bởi vì anh em đệ nhất đứng rất đông phía trong thành, anh em Sài Gòn bao nhiêu mình thấy lặng lỡ bao nhiêu anh em ạ, không biết sẽ ra sao đây, chiến này sẽ ra sao nè, nè mình vô thử cho Sài Gòn rất đông trong này, bởi vì rất đông những bảy đường môn sẽ gây ra trọng thương cho anh em Sài Gòn rất nhiều, nhưng theo lời của ban chủ và chỉ đạo thì anh em cứ nhào vô mà nhào vô lặng lỡ hết, chiến này căng thịt. Là sao đây anh em? Nhào vô là lật ngựa, nhào vô là lật ngựa. Hiện tại thì mình thấy có đệ nhất ở trong thành, đệ nhất đang ở phía trong thành nha anh em. Đệ nhất là một băng top của server X6 phủ nha. Cũng rất mạnh nha anh em. Hiện tại anh em đệ nhất đang làm chủ tình hình tại phía trong cổng tây. Còn anh em Sài Gòn đang tiếp tục lên ngựa, nhào vô hiến máu nhân đạo. Không vô nổi anh em, thật sự là không vô nổi. Giờ mình chỉ đứng ở ngoài luôn anh em ạ. Giờ anh em hiện tại cũng đang đứng ở ngoài. A B đánh tay, tem tanker rút xuống đánh giữa, một mình tem tanker thôi nha. Tem tanker đánh giữa đây anh em ơi. Bạn có chỉ đạo cho tem tanker xuống giữa anh em ạ. Chiến này không biết là sao đây. Anh em B tay. A B tiếp tục đánh tay, tanker đánh giữa. Anh em đi. Dù không nổi nè mà hiện tại thì rất đông anh em đệ nhất ở phía trung thành, liệu anh em Sài Gòn có thể công được cái cổng tây này hay không, bởi vì tem A tem B đang dùng hết lực lượng về phía cổng tây. Anh em tanker câu cái mang Thần Long tránh xa cái cổng giữa ra đi anh em ơi. A B tiếp tục đánh tây và anh em Sài Gòn đã chia ra một mớ thì đánh giữa, còn A B thì đánh cổng tây anh em ạ. Khi anh em tập trung hết lực lượng không vào nổi cổng tây, liệu một A B tiếp tục đánh tây, chớp lại lên đánh thẳng vô tay anh em ơi. Tiếp tục đánh tay nè mà, còn những tên khác hiện tại chia đều qua cổng tây đang tìm được để vô được thành. Hiện tại thì ở trong thành đệ nhất rất đông bên trong, quan nhiều lắm hết nhiều. Không biết chiến này ai sẽ lấy lần thành làm quan đây nè mà, trận này rất căng thẳng vậy nè, trận này cần một sự chỉ đạo tài năng 2-3. Nhiều nổi này mà, nói thật sự rất đông một phía trong thành, liệu anh em Sài Gòn của tụi mình có thể tấn công được và lấy được thành làm quan hay không? Bởi vì người ta là phe thủ, mình là phe công. Nhưng vì mục tiêu lấy thành nên mình cũng phải nhào vô. Phải có người nhào vô đặng cho anh tên tanker ép Thằng Long ra khỏi cổng giữa đi, tên tanker. Hiện tại tanker đã được tăng cường qua cổng giữa đặng ép Thằng Long ra. Rất nhiều, nói chung là rất nhiều mấy bạn họ đang đánh A B duy trì đánh cổng tây. A B hiện tại duy trì đánh cổng tây nha nè. Tại các anh em đệ nhất rất đông phía trong cổng tây, bằng anh em Sài Gòn không có cách nào có thể tiếp cận được. Thôi vậy mình đứng ngoài luôn nha anh em. Đệ nhất nha. Anh em tăng cơ chú ý nha, đứng ngoài cổng giữa dọn rác nha anh em ơi, đừng có vô cổng giữa nha.
dọn rác. Tăng cơ đang dọn rác ở cửa anh em. Anh em đại nhất cũng rất là lộc. Xin lỗi, anh em đại nhất rất đông ở phía trung thành. Anh em sẽ đông rất đông nhưng không biết ai sẽ là chủ trong bang này. Hiện tại thì anh em Sài Gòn đang tiếp tục công cổng tay đây mà. Đại nhất đứng phía bên trong rất đông luôn anh em thấy không? Và anh em Sài Gòn đang nhào vô đặt hiến máu. Nhưng nhào vô bao nhiêu là đây bấy nhiêu à? Đây giờ hiện tại chỉ cần chờ một phép màu nó xảy ra hay không. Hiện tại mà hiện tại đến bây giờ là gần 20 phút công thành chiến anh em, thời gian có hạn không biết có thể lấy được thành A B duy trì đánh tay tan cơ chiếm cổng giữa đứng ở ngoài không vô trong giờ mình. Cảm ơn. Một sự chỉ đạo rất chi là bài bản của anh em Sài Gòn. Cảm ơn. Sài Gòn chết vẫn lên, phải quyết tâm giành được cho bằng được Lâm An ngày hôm nay mà không biết có thể giành được được. Hiện tại thì cổng tay anh em đại nhất thủ phía trong là anh em đại nhất rất đông bên trung thành và rất mạnh. Đại nhất là một bang tới của server X6 Củ Giang và hiện tại anh em Sài Gòn phải tập trung cố gắng chiếm cổng tay, không biết có chiếm sự phối hợp từ nhiều anh em. Tại anh em Sài Gòn cũng rất đông anh em à, mà nhưng không lọt vô nổi được cái cổng tay anh em à. Vô là chết, vô là chết, vô là chết. Nè, mình vô thử cho anh em coi nè. Ép mạnh vô cổng tay anh em ơi, để nhất nó rút bớt người rồi anh em ơi. Ép mạnh vô cổng tay. Hiện tại thì Đại Nhất đã rút bớt ép người, chắc là ban mình đã có tình báo. Còn mình cầm anh em T3B thẳng vào cổng tay rồi anh em. Giờ được sự chỉ đạo là xông thẳng vô cổng tay. Ồ. Mà vô nhiều về thành nhiều anh em à. Bởi vì lực lượng của Đại Nhất cũng vẫn còn rất đông và đường môn mình nghĩ là những cái bẫy của đường môn rất mạnh ở phía bên trong và hiện tại anh em Sài Gòn cũng rất đông và tràn vô như là rất như là rạ. Bơm máu bơm không kẹp luôn, auto bơm không kẹp luôn anh em ạ. Đánh mạnh vào cổng tay mỹ nữ yên ngủ đại chỉ đạo. Còn rất đông tại cổng tay anh em à. Hiện tại anh em Sài Gòn cũng rất chịu công thành anh em à. Vẫn ép mạnh vào mà nhưng không phải không thể nào mà vô nổi. Mình cảm thấy không có cảm giác vô nổi anh em à. Vô như là ô. Phá cổng đi anh em ơi, phá cổng đi anh em ơi. Cái này phải mình phải cần một tem trâu bò đặt vô mở đường cho anh em càng. Bởi vì giữa phía tay đánh mạnh vô, giữa phía tay đánh mạnh vô, tăng cơ đánh giữa, AB đánh tay đánh mạnh vô anh em ơi. Chia đội hình nó ra. Đệ nhất rất đông trong thành. Vô không nổi nè mà mình cảm giác vô không nổi. Hiện tại thì Sài Gòn đang xông lên từ hai cổng mà cảm thấy là Đại Nhất cũng mạnh, cố thủ trong thành. Vô bao nhiêu là đai bấy nhiêu. Hiện tại Đại Nhất cũng rất mạnh. Đại Nhất lock của server. Không nổi nè mà vẫn cảm giác không nổi. Bởi vì bẫy của đường môn đặt rất nhiều bên trong thành. Mình phải cần một tem đập cất đi để phá đường. Chẳng hạn như là Thiên Vương hoặc Thiếu Lâm. Những khu phái trâu bò đặt vô đặt ra miền đặt giúp anh em có thể xông vào. Và nhưng đây là bên võ lâm chuyên nghiệp liệu sau này sẽ phải có một tên rèo mềm hay không? Anh em tập trung hết là đội của tôi xong còn một lượt nào anh em ơi, anh em chạy lẻ tẻ như vậy chạy lẻ tẻ sẽ chết anh em ạ. Nên hãy tập trung tọa độ một lượt. Hiện tại thì đang được cho tọa độ tập trung một lượt nha nè. Anh em tập trung cho đông dày lại rồi sẵn ra một lần nào. Đúng rồi, đó là sự chỉ đạo rất hay. Chứ úp thẳng một lần chứ mà lẻ tẻ nhiều là vô đai hết. Anh em tập trung lại một chỗ hết nào anh em. Hiện tại anh em Sài Gòn đang được tập trung tại một chỗ nha anh em. Úp thẳng vào. Tại vì ở phía bên trong rất mạnh, Đại Nhất rất mạnh ở phía bên trong anh em à. Cả trăm mấy con người phía bên trong và hiện tại đánh mạnh vô anh em ơi. Một là tiến lên, không còn nhà để về đâu anh em ơi. Nhà bạn ta chiếm rồi anh em à. Bởi vì là tập trung hết lực lượng tiến thẳng vào thành Lâm An, không có giữ nhà. Thẳng vào cổng tay luôn nào anh em, nhanh nào. Mạnh vào anh em ạ. Xông vào, trời ơi, xông vào. Cảm giác cũng không nổi anh em ạ. Hiện tại Đại Nhất cũng rất đông phía bên trong. Đường môn đặt bẫy và những chiêu thức xả kêu không hề mỏi tay phía bên trong. Thì anh liệu anh em thầy còn có thể tấn công được hay không? Mình lạc đường luôn anh em ạ. Khẩn không. Tất cả bê đánh giữa. Quay đầu anh em ơi, nghe chỉ đạo anh em ơi. Tất cả bê đánh giữa. Chỉ đạo bê đánh giữa rồi anh em ạ. Hiện tại mà giờ thì gặp anh em đắc cản, trời ơi. Tất cả anh em bê tập trung qua hết cổng giữa nào. Chỉ cho ma ở cổng tay. Giờ đã được sự chỉ đạo là quay về tấn công cổng giữa mà cổng. Nhắc lại một lần nữa, tất cả bê đánh giữa, tràn vô thành, ôm trụ số 2. Tất cả bê đánh giữa, tràn vô trụ số 2. Cổng giữa hiện tại thì đang đắc cản ở đây mà. Hiện tại mình cũng đang cố gắng.
một liên chạy. Bên đó vụ nó nha em ơi. Với lại tanker vụ phía tây giùm anh nha. Bên em chàng vô rồi đó. Bên đang chàng vô rất quyết liệt tại cổng giữa anh em ạ. Đòn đánh cũng rất hay của anh em Sài Gòn đó nè. Mình bơm máu mỏi tay luôn anh em ạ. Hiện tại đang gặp đất cạn tại cổng giữa. Anh em cổng A tập trung hết cổng tay, không di chuyển chỗ khác nha anh em ơi. Ba liên chảo rồi anh em ạ. Bên giáp mình có hạn hẹp nên nhưng anh em đem A tập trung hết cổng tay, đánh thẳng vào cổng tay luôn nào. Tất cả anh em tên B chàng vô phía tây, chàng vô phía tây. Anh em Sài Gòn đang gặp rất nhiều bất chắc. Cổng giữa thì gặp đất cản, cổng tây thì gặp đệ nhất những băng. Tên B chàng cổng giữa anh em, tôi nhầm. Tên B đánh cổng giữa, tên B đánh cổng giữa. Hiện tại anh em tên B đang dòn vô đặng quyết định lấy đường cho mình. Tên B đánh hết cổng giữa, tên B đánh hết cổng giữa. Lại đánh tay. Đang chặn đầu. Anh em cố gắng nghe chỉ đạo nào anh em, chỉ còn 2 phút mấy nữa thôi. Còn 2 phút nữa thì anh em sẽ còn lấy thành Long An luôn anh em ạ. Bởi vì đang gặp rất bất chắc về trận công hành chiến lần này. Cổng cửa thì gặp đắc cản, cổng tay thì gặp đệ nhất. Và cổng tay không thể nào phá nổi. Có thể là anh em sẽ còn mất nhà ở trong trận công thành chiến lần này hay không ạ? Bởi vì bao nhiêu lực lượng đã dồn lên về thành Long An. Sài Gòn chết như là chết rạ, như là gà chết thôi vậy anh em. Bởi vì mình là công mà, người ta thủ. Trong khi đó điều môn thì đặc biệt thì anh em khỏi nói rồi. Thấy chưa? Lửa đàn môn nè, lửa đàn môn đã cháy lên. Và anh em Sài Gòn không còn là sử dụng, không còn sợ tấn công, vũ bạo, tất cả. Tất cả rất nhiều bạn cũng giữa anh em. Hát này bây giờ chỉ còn một mình bang mình đánh rồi anh em ơi. Thằng Long nó bỏ cuộc rồi anh em ơi. Thằng Long nó bỏ cuộc. Chỉ còn anh em Sài Gòn. Hiện tại thì chỉ nào nói là anh em là đã bỏ cuộc rồi. Đệ nhất quá mạnh anh em ạ, thật sự đệ nhất rất mạnh. Sài Gòn 100% đánh giữa luôn đi anh em ơi, 100% đánh giữa luôn đi anh em ơi, chàng hết giữa luôn đi anh em ơi, bỏ tay, bỏ tay. Bỏ tay là gì giữa anh em ạ. Sài Gòn không bao giờ bỏ cuộc. Anh em Sài Gòn cố gắng chặn thẳng. Quyết định lấy lên bằng được Long An. Tiến thẳng vào cổng giữa anh em ạ. Không biết vô nổi hay không. Vẫn là đai anh em ạ. Bởi vì đệ nhất thủ thành rất nhiều bên trong anh em ạ. Đất cảng của Sài Gòn đang đụng chạm tại cổng giữa. Và hiện tại đang tấn công vào cổng giữa nha anh em. Và đệ nhất đang thủ rất quyết liệt tại ở bên trong. Vô như là đai hết nhiêu anh em ạ. Lòng thằng Lòng vô. Ê, và anh em Sài Gòn đã thất bại. Không tấn công lấy được thành Lam An anh em ạ. Bởi vì anh em đệ nhất thủ mạnh quá, vô nhiều mấy bạn các cái đế chủ đánh quá. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, không ngại gì anh em ơi. Tự trả thù 10 năm chưa muộn vậy đẹp. Hiện tại thì anh em Sài Gòn đã thất thủ trong cuộc tranh lấy thành Long An lần này anh em ạ. Anh em Sài Gòn đã thất thủ anh em ạ. Không tấn công vào được thành Long An anh em ạ. Bởi vì đệ nhất rất mạnh, rất mạnh. Và cuối cùng anh em Sài Gòn không thể nào mà lấy được. Và hiện tại thì đã hết giờ công thành chiến. Trận này rất vui mà nhưng lấy không nổi anh em ạ. Thẳng dương đồ quá, phát biểu chắc quá fan. Thôi thì mình xin cũng kết thúc video tại đây luôn. Mong anh em hãy ủng hộ mình đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt anh em.